Người lớn 50. Này với trẻ em. Vua Bảo Đại tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, sinh năm 1913, mất năm 1997, niên hiệu là Bảo Đại. Đăng cơ ngày 8 tháng 1 năm 1926, trị vì 19 năm từ năm 1926 cho đến năm 1945. Thoái vị ngày 30 tháng 8 năm 1945, nhận danh hiệu công dân Vĩnh Thụy ngày 30 tháng 8 năm 1945, là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn và cũng là vị vua cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của vua Bảo Đại là: "Trẫm muốn được làm dân của một nước tự do hơn là làm vua của một nước nô lệ." Một đôi vỗ đôi tất màu xanh ở trong thùng, cầm vào trong nhà có ghế ngồi mang. Ba lồng đôi vỗ đôi tất này bên ngoài, đôi giày đôi dép của mình không cởi giày dép ra. Đây là vua Bảo Đại. Đây là hình của gia đình. Tập tiền hồi xưa nè. Đây là phòng làm việc của vua Bảo Đại. Đây là cái phòng gì vậy? À, phòng nghỉ. Phòng nghỉ của vua Bảo Đại. Ông ngồi chụp với ai vào rồi tự chỉ ông không bà đến đây không được đâu, kỷ niệm cùng ông cùng bà đi sao cho vâu kìa. Giường xưa nhỏ nhỉ, giường xưa nó ngắn thôi. Hồi xưa người Việt Nam mình nhỏ. Vào chụp đi, vào chụp đi. Quay mặt vào cái đàn có cái đường hầm hết hiểm mà. Cái đường hầm. Chị Diễm chui nó chạy nữa.
Đây là bàn làm việc của Du. Phòng họ họp là các. Có bên hai người. Đây là phòng nghỉ của các quan. Đây là phòng khách. Lỏng nhau mình. Đây là bàn làm việc của